Ngày 15 tháng 7, Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông và Công ty Cổ phần Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho biết đang gấp rút xây dựng Bệnh viện Dã chiến số 5 tại The Garden Mall, trước đây là Thuận Kiều Plaza, quận 5, góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Được biết, hai doanh nghiệp này tài trợ toàn bộ mặt bằng và toàn bộ kinh phí xây dựng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế để hình thành Bệnh viện Dã chiến số 5. Bệnh viện Dã chiến số 5 dự kiến có sức chứa khoảng 1.000 giường bệnh, được doanh nghiệp đề xuất trưng dụng từ khu căn hộ thương mại, chung cư, phục vụ cuộc chiến chống dịch khẩn cấp của thành phố. Đây là trung tâm thương mại của tư nhân đầu tiên đóng góp cho công cuộc phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đây cũng là khu chung cư thứ 3 trên địa bàn thành phố được trưng dụng làm nơi điều trị cho các bệnh nhân F0. Bên cạnh đó, các căn hộ thương mại kiểu mẫu tại đây sẽ được trưng dụng làm nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi của các bác sĩ tham gia phục vụ trong bệnh viện dã chiến này. Các vật dụng như tủ lạnh, tivi, bếp đã có sẵn để các nhân viên y tế sử dụng trong quá trình tham gia điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đã thiết kế lại nội thất trang trí, phối màu trẻ trung, giúp cho căn hộ đẹp và rộng rãi, thoáng mát hơn, giúp cho nhân viên y tế có được sự thoải mái. Khu căn hộ mẫu của tòa nhà trước đó đã được cải tạo với thiết kế hiện đại, hướng đến đối tượng là các bạn trẻ khởi nghiệp, những gia đình trẻ tự lập, có thu nhập ổn định. Hiện kế hoạch cải tạo đưa vào khai thác 648 căn hộ đã được chủ đầu tư tạm hoãn và chuẩn bị phương án trưng dụng cho những gia đình F1 cần cách ly. Dự kiến Bệnh viện Dã chiến số 5 với công suất 1.000 giường tại tòa nhà Thuận Kiều Plaza sẽ hoàn thành vào ngày 18 tháng 7. Thuận Kiều Plaza là tòa nhà cao tầng được xây dựng từ năm 1994 đến năm 1999 với diện tích xây dựng khoảng 100.000 m2 tại phường 12, quận 5. Đến năm 2015, tòa nhà này được mua lại và đổi thành The Garden Mall. Quần thể công trình này gồm 3 tòa nhà cao 33 tầng với hàng trăm ngôi nhà và các phòng chức năng lớn nhỏ bên trong. Ban đầu, chủ đầu tư đã có phương án sử dụng 3 tòa nhà cao tầng với chức năng nhà ở cho sinh viên và người có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, sau đó, công trình này đã được thành phố tạm dừng và ưu tiên trưng dụng để làm bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù nằm ở vị thế đắc địa và từng có giá thuê đắt đỏ nhất nhì Sài Thành vào khoảng thời gian những năm đầu xây dựng, nhưng vì lý do phong thủy và rất nhiều những câu chuyện ma mị ghê rợn được lan truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác mà giờ đây, Thuận Kiều Plaza đã trở thành địa điểm hoang tàn, vắng vẻ, thậm chí là ám ảnh đầy rùng rợn và được gán cho cái tên đầy tâm linh, ba cây nhang giữa lòng Sài Gòn. Trong giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, ca sĩ đã tổ chức các chuyến từ thiện hỗ trợ bà con nhu yếu phẩm cần thiết. Mới đây, bà xã Công Vinh chia sẻ về đoạn clip ngắn về chuyến từ thiện chuyển hơn 20 tấn gạo cho bà con, đính kèm clip giọng ca tâm sự. Hơn 20 tấn gạo trong đợt 2 đã về đến kho. Bà con công nhân biết gạo đi từ thiện nên dù đêm hôm vẫn chủ động đến giúp đỡ khuân vác sắp xếp. Trong hoạn nạn, tình người luôn ấm áp, thương yêu và chia sẻ cùng nhau. Sau 2 giờ đăng tải, dòng trạng thái của Thủy Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen cảm ơn tấm lòng hảo tâm của nữ ca sĩ. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số bình luận thắc mắc nghi ngờ về hoạt động từ thiện của Thủy Tiên. Một ý kiến bình luận, gạo thì từ thiện nhiều nhưng số người nhận được là giàu hay nghèo kìa. Biết bao nhiêu người từ thiện nhưng vẫn có nhiều người ở khu dịch bệnh vẫn không có gạo nấu, thậm chí gia đình không có tiền đóng trọ. Ngay sau khi nhận được những thắc mắc, giọng ca lập tức lên tiếng giải thích. Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định cô đều lưu lại danh sách những người mình giúp đỡ. Nhưng bởi tình hình dịch bệnh khiến việc di chuyển bị hạn chế, nên Thủy Tiên phải tính toán, bảo vệ sức khỏe cho các tình nguyện viên. Có những khu vực F0 quá nhiều, quá nghiêm trọng thì ngay cả địa phương cũng không cho phép team mình vào. Và bản thân mình cũng phải bảo vệ các bạn tình nguyện viên vì họ còn gia đình và phải đi giúp đỡ nhiều nơi, không thể bất chấp tính mạng gia đình được. Bên cạnh đó, giọng ca 1985 cho biết, cả nhóm đang rất cố gắng để chuyển nhu yếu phẩm tới nhiều hộ gia đình. Vì vậy, mong mọi người lan tỏa năng lượng tích cực, tránh những lời khó nghe. Có rất nhiều nơi đăng ký một vài suất, nhưng đến nơi người dân họ khổ và cần quá, nên cả xóm chạy ra xếp hàng xin rất nhiều, nên team mình đi từ sáng đến đêm khuya. Cô ông phải chia đội ra để giúp bà con rất tội các bạn ạ. Nên thương các bạn đừng nói lời khó nghe, lỡ đâu tối về đọc được các bạn cũng buồn. Tình cảm là chính, những lúc dịch bệnh như vậy rất cần mọi người đồng lòng, yêu thương giúp đỡ và lan tỏa điều tốt đẹp cùng nhau. Như vậy sẽ có nhiều từ trường năng lượng tích cực của mỗi người phát ra thì mới giúp chúng ta vượt qua đại dịch nhanh chóng được. Thủy Tiên trải lòng. Chia sẻ thêm về hoạt động từ thiện lần này, nữ ca sĩ cho biết bản thân tự làm chứ không hề kêu gọi bất cứ ai, tài chính đến đâu cô sẽ giúp tới đó, trước tình hình dịch bệnh căng thẳng. Thủy Tiên hy vọng mọi người tránh những điều sân si khó chịu, dành thời gian san sẻ tình yêu thương. Người góp công, người góp của, bạn nào không có gì thì hãy góp một chút lòng lương thiện phát ra tình yêu thương. Lời nói và suy nghĩ tốt đẹp tích cực để giúp sự cộng hưởng từ trường tốt đẹp sẽ khiến tình trạng khó khăn này chấm dứt đi nhanh hơn. Thủy Tiên viết,
Những ngày gần đây, gia đình Thủy Tiên vấp phải những làn sóng tranh cãi khi mẹ ruột của cô đăng tải hình ảnh rùa phóng sinh. Đáng chú ý, mai rùa trong ảnh có khắc ký hiệu Phật Pháp cùng dòng chữ CV9, biệt hiệu của Công Vinh, Thủy Tiên, Gạo, con gái của hai người. Nhiều người đã phản ứng gay gắt vì hình ảnh kể trên đi ngược với nguyên tắc bảo tồn động vật. Trước những chỉ trích, mẹ Thủy Tiên có lời giải thích dưới bài viết nhưng sau đó đã xóa bài đăng. Về phần mình, Thủy Tiên chọn cách im lặng trước những ồn ào của dư luận về sự việc. Thay vào đó, trên trang cá nhân, cô chia sẻ về hoạt động từ thiện cho những gia đình công nhân gặp khó khăn trong đại dịch. Những câu chuyện dở khóc dở cười của Vũ Khắc Tiệp liên quan đến vấn đề cách ly và dịch Covid-19 khiến khán giả phải cười nghiêng ngả. Chẳng hiểu tại sao nhưng mỗi khi ông bầu check-in ở đâu là nơi đó lại bùng phát dịch bệnh. Từ đó anh được cư dân mạng đặt cho danh xưng là đại sứ cách ly. Gần đây trên trang cá nhân của mình, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng tải loạt ảnh và check-in tại Hội An, Quảng Nam. Được biết đây chỉ là những hình ảnh cũ từ lâu, còn hiện tại ông trùm Venus vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ vì anh yêu Hội An, nhớ khoảng thời gian được thoải mái đi du lịch khắp nơi nên đã đem hình cũ ra chia sẻ lên mạng xã hội. Thế nhưng khi Vũ Khắc Tiệp đăng tải loạt ảnh này lại khiến dân tình vô cùng hoang mang, bởi trước đây mỗi khi anh check-in tại đâu thì nơi đó lại bất ngờ bùng phát dịch bệnh. Vì vậy khán giả kéo nhau vào bình luận nức nở: "Thôi, xin anh đừng. Thôi anh ơi, cứ quay TikTok vui vẻ với chị Trinh thôi, anh đừng đăng thêm gì cả. Ủa anh Tiệp, anh đừng như thế. Đang yên đang lành tự dưng anh check-in quê nhà tôi cái làm tôi hoang mang quá. Thôi thôi, xin anh đấy." Con số bình luận dưới bài viết của anh lên đến hơn 1.700 comment. Điều này làm ông bầu phải thốt lên: "Chỉ nhớ thôi mà, 1.7k comment can. Vậy anh không nhớ nữa, chứ thật sự anh rất mê Hội An." Ngay sau đó, khi sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội, Vũ Khắc Tiệp còn vào hẳn một bài viết để bình luận: "Hội An luôn tuyệt vời trong mắt anh." Bên dưới bình luận của anh, đông đảo khán giả còn khuyên can rằng Hội An đang yên ổn mà nơi. "Idol yêu tổ quốc yêu đồng bào, ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó đi ạ. Xin anh đừng nhớ, em xin anh đừng nhớ, anh lại làm em mất ngủ rồi đây." Sở dĩ khán giả khá hoang mang và đặt cho Vũ Khắc Tiệp các biệt danh ông trùm của làng cách ly là đây: đại sứ cách ly, gương mặt vàng của làng cách ly. Bởi trong đợt dịch năm 2020, ông trùm chân dài đã từng trải qua 5 lần cách ly: tự cách ly tại gia 14 ngày sau khi từ Ý trở về, cách ly 14 ngày tại trại cách ly tập trung Cát Lái, quận 2, ngay sau đó cách ly tại gia khi chung cư phát hiện ca nhiễm, và 2 lần giãn cách toàn xã hội. Còn nhớ vào tháng 3 vừa qua, khi ông trùm Venus check-in tại Paris, Pháp, thì hôm sau, các trang báo lớn trên thế giới đều đồng loạt đăng tải thông tin Paris đóng cửa 4 tuần do dịch Covid-19. Sau đó, Vũ Khắc Tiệp liền lên mạng xã hội đính chính rằng anh đang ở Phú Quốc, chỉ check-in tại Paris để đánh lừa Covid mà thôi. Tưởng bẻ lái xong đã êm xuôi, nhưng không ngờ sau đó, Phú Quốc lại là điểm nóng tiếp theo ghi nhận những ca nhiễm Covid-19. Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 5, Vũ Khắc Tiệp vừa vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân về buổi casting các thiên thần cho show diễn của mình. "Các bạn Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ chuẩn bị cho buổi casting sắp tới chưa?" Thế nhưng chẳng hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó, lần lượt từ Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ đều có liên quan đến Covid-19 và tuyên bố dừng các hoạt động ăn uống, vui chơi, quán bar, karaoke. Cũng vì thế mà đại sứ cách ly Vũ Khắc Tiệp lại bị gọi tên. Phải công nhận rằng ông bầu Venus đi đâu là Covid lại rình rập theo chân ngay ở đó. Vì thế giờ đây, cứ mỗi lần Vũ Khắc Tiệp check-in nơi nào là lại khiến dân tình lo sợ cho địa điểm đó. Khán giả mong rằng ông bầu đừng check-in để dịch bệnh đừng đi theo nữa. Mới đây, Kim Lý đã công bố dự án phim mới The Sympathizer, tạm dịch Cảm Tình Viên, dựa trên cuốn tiểu thuyết thắng giải Pulitzer của nhà văn Nguyễn Thanh Việt. Đây là dự án được nam tài tử gốc Việt ấp ủ suốt 4 năm kể từ sau Vệ sĩ Sài Gòn. Phim có sự tham gia của đạo diễn tài ba, người được mệnh danh là bậc thầy báo thù Park Chan-wook, và siêu sao Hollywood Robert Downey Jr., từng được yêu thích khắp thế giới với vai Iron Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Kim Lý cho biết: "Tôi rất hạnh phúc và vinh dự được sản xuất series phim truyền hình chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tuyệt vời và quan trọng như The Sympathizer. Làm việc với những người hàng đầu trong ngành đạo diễn như Park Chan-wook, người thầy của tôi Nick Fishman, và công ty sản xuất hàng đầu như A24, Tim Darney và HBO sẽ là trải nghiệm giúp tôi được học hỏi nhiều điều tuyệt vời." Ngoài ra, sự tham gia của Robert Downey Jr. với tư cách thành viên quan trọng của dàn diễn viên cũng là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với tất cả chúng tôi. The Sympathizer sẽ là thử thách lớn đối với Robert Downey Jr. bởi anh sẽ đảm nhiệm không chỉ một mà rất nhiều vai diễn ấn tượng, thú vị trong series phim như nghị sĩ quận Cam, đặc vụ CIA, đạo diễn Hollywood. Chia sẻ về việc tham gia dự án, người sắp cho biết: "Việc chuyển thể tác phẩm bậc thầy và quan trọng của Nguyễn Thanh Việt đòi hỏi một ekip có tầm nhìn. Với sự chỉ đạo của đạo diễn Park Chan-wook, tôi kỳ vọng đây sẽ là cuộc phiêu lưu đầy sáng tạo dành cho tôi, Susan và các cộng sự của công ty Tim Darney.
Đây đồng thời là dự án gây kích thích cho bản thân tôi khi đóng một loạt vai phụ đầy phức tạp. Cái bắt tay giữa hai công ty sản xuất A24 và HBO là sự kết hợp hoàn hảo giữa các đối tác và đồng nghiệp. Đó chính xác là những thử thách mà tôi hằng khát khao và tôi tin rằng chúng tôi sẽ mang đến trải nghiệm đặc biệt cho khán giả của mình. The Sympathizer là bộ phim truyền hình dài tập dựa trên tiểu thuyết cùng tên từng thắng giải Pulitzer của nhà văn gốc Việt Nguyễn Thanh Việt. Đây là câu chuyện mạnh mẽ, ly kỳ và đầy trào phúng về tình yêu và tình bạn, kể về cuộc đấu tranh của một điệp viên hai mang với dòng máu lài Pháp Việt trong những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam và cuộc sống của anh tại Mỹ thời hậu chiến. Tác phẩm gốc từng đoạt giải Pulitzer cho hạng mục tiểu thuyết hư cấu, được báo giới quốc tế ca ngợi là tác phẩm kinh điển mới của tiểu thuyết chiến tranh và được so sánh với tác phẩm của các tác giả đình đám Kafka, Orwell và Le Carré. Về lý do chọn dự án này để sản xuất, Kim Lý cho biết, sau hơn 7 năm sống và làm việc tại Việt Nam, tôi đã hiểu thêm rất nhiều điều về quê cha và mong muốn giới thiệu văn hóa đầy màu sắc và lịch sử vẻ vang của đất nước mình từ góc nhìn của người Việt đến thế giới. Với tôi, đó là một trong những cách thành công nhất mà các nhà sản xuất từng dùng để giới thiệu vẻ đẹp của một đất nước khắp thế giới. Đây là một trong những viên gạch đặt nền móng đầu tiên cho hành trình đó của tôi. Tôi rất hân hạnh được quen biết và trở thành bạn với Nguyễn Thanh Việt. Anh là một nhà văn xuất chúng và hơn thế nữa là con người rất tuyệt vời. Anh nói lên tiếng nói cho những người thấp cổ bé họng, đã truyền rất nhiều cảm hứng cho tôi và nhiều người khác. Vì vậy, tôi quyết định mua tác quyền sản xuất tác phẩm với sự pha trộn văn hóa Việt-Mỹ đầy thú vị này để chuyển thể thành một series truyền hình với mong muốn giới thiệu vẻ đẹp đa sắc màu của Việt Nam đến thế giới. Được biết, The Sympathizer vừa trải qua quá trình lựa chọn diễn viên và xin các giấy phép liên quan, dự kiến vào đầu tháng 9 năm 2021 sẽ được bắt đầu bấm máy. Bộ phim dự kiến sử dụng song ngữ Việt-Pháp, bấm máy tại Việt Nam và Bangui, Trung Phi.